Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn ngày 9 tháng 10 của kênh truyền hình VTC14. Ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sáng 9 tháng 10, Công an huyện Tiền Hải, Thái Bình cho biết đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ sinh thiệt mạng tại chỗ, một người khác bị thương. Thông tin ban đầu, chiều 8 tháng 10, xe đầu kéo biển kiểm soát 29C52753 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 99R00307, chưa rõ danh tính tài xế, chạy từ khu công nghiệp Tiền Hải về thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đến khu vực cổng trường Trung học phổ thông Tây Tiền Hải, Thái Bình đã va chạm với hai nữ sinh chở nhau trên chiếc xe đạp điện đi cùng chiều. Nữ sinh thiệt mạng được xác định là học sinh lớp 10A5 thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Khoảng 5 giờ sáng ngày 9 tháng 10, trên tuyến đường D2, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, xe container biển kiểm soát 72C09865 do tài xế Phạm Anh Quân, sinh năm 1989, ngụ thị xã Phú Mỹ, lưu thông từ hướng nhà máy thép Vina QA ra nhà máy đạm Phú Mỹ. Khi đến đoạn đường trước cổng công ty cổ phần dầu khí Vigas thì xảy ra va chạm với xe container 72C07141 chở một cuộn thép gần 30 tấn đang lưu thông theo hướng ngược lại. Tại hiện trường, hai xe container gần như biến dạng sau cú đâm trực diện. Cuộn thép 30 tấn văng xuống giữa đường, cú va chạm mạnh nhưng hai tài xế chỉ xây sát nhẹ và vì tai nạn xảy ra sáng sớm nên may mắn không có người đi đường nào bị vạ lây. Giao thông tuyến đường vào khu công nghiệp ách tắc hàng giờ đồng hồ trong sáng nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang có tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT. Đoạn điểm đầu dự án thuộc xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, điểm cuối kết nối với nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Dự án có chiều dài 40,2 km. Theo đó, tổng vốn thực hiện dự án được điều chỉnh dự kiến là 3.271,09 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 510,79 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư là 2.760,3 tỷ đồng. Đại diện tỉnh Tuyên Quang cho biết nếu được Thủ tướng chấp thuận, dự án sẽ được triển khai khởi công vào cuối năm 2019, hoàn thành vào đầu năm 2022. Sáng ngày 9 tháng 10, phát hiện đoàn xe tải 14 chiếc nối đuôi nhau trên quốc lộ 10 thuộc phường Phương Nam, thành phố Uông Bí có dấu hiệu vi phạm. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 1, công an tỉnh Quảng Ninh đã dừng phương tiện để kiểm tra. Không chấp hành việc lập biên bản xử phạt, 14 xe tải vi phạm ngang nhiên giật lại giấy tờ, tiếp tục chạy ra quốc lộ 10 ở Quảng Ninh gây ùn tắc cục bộ. Thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Uông Bí, các xe trên đều vi phạm lỗi lắp lốp không đúng kích cỡ, không niêm yết số điện thoại của đơn vị vận tải ở hai bên cánh cửa xe. Tổ công tác đã đề nghị công an thành phố Uông Bí phối hợp điều tiết giao thông. Công an thành phố Uông Bí đang tạm giữ 14 phương tiện và những người gây rối để xử lý theo quy định. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam cho biết lượng khách thông qua hệ thống cảng hàng không trên cả nước năm 2018 dự kiến lần đầu vượt mốc 100 triệu khách, đạt 105 triệu khách. Cụ thể là trong 9 tháng năm 2018, sản lượng điều hành bay đi và đến đạt 336.400 chuyến bay, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2017. Điều hành bay quá cảnh đạt 337.500 chuyến, tăng 14%. Sản lượng hành khách thông qua cảng đạt 79,28 triệu khách, tăng 12%. Sản lượng hàng hóa đạt 1,1 triệu tấn, tăng 5,6%. Cùng với đó, tổng thị trường vận chuyển hành khách đạt 53 triệu khách, tăng 14%, vận chuyển hàng hóa tăng 5,8%. Riêng trong tháng 9, sản lượng điều hành bay đi và đến đạt 35.500 chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ 2017. Điều hành bay quá cảnh đạt hơn 35.000 chuyến, tăng 8,9%. Sau vài trận mưa lớn, cao tốc trị giá 34.000 tỷ Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã bị sụt lún, xuất hiện những ổ gà, ổ trâu, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cho biết đã nắm được thông tin về việc cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xuất hiện một số chỗ hư hỏng. Theo đó, có nhiều điểm bị hư hỏng, lớp nhựa trên cùng bị bong chóc,
tạo thành ổ gà, ổ trâu. Những vết hư hỏng nằm ở vị trí km 27 và km số 45 của đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ. Dọc đường, nhiều vết hỏng đã được đơn vị thi công chấp vá bằng lớp nhựa mới. Hiện trên tuyến cao tốc có nhiều đoạn chưa được lắp đặt lưới sắt bảo vệ an toàn hành lang. Thi thoảng, gia cầm, gia súc chạy lên cao tốc. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lý giải, có hiện tượng trên là do chưa kiểm soát được phương tiện nên có tình trạng xe quá tải chạy trên cao tốc. Vừa qua, trời mưa cùng xe trọng tải lớn nên đã tạo ra một số chỗ bong tróc lớp nhựa trên bề mặt cao tốc. Trước khi đưa vào khai thác, Hội đồng nghiệm thu nhà nước và cơ quan chuyên môn đã kiểm định chất lượng và kết luận công trình đảm bảo an toàn. Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 9 tháng 10 năm 2018, một số tài xế đã dừng xe ngay tại trạm thu phí, không chịu mua vé, khiến cho quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc qua trạm BOT Ninh Lộc bị kẹt cứng. Hàng trăm phương tiện ùn ứ kéo dài hàng km. Sau gần 30 phút kẹt xe nghiêm trọng, BOT Ninh Lộc buộc phải xả trạm để thông tuyến. Đến 9 giờ 20 phút sáng ngày 9 tháng 10, BOT Ninh Lộc, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã phải xả trạm sau gần 30 phút kẹt xe nghiêm trọng. Theo lãnh đạo BOT Ninh Lộc, từ cuối tháng 8 năm 2018, các tài xế liên tục dừng đỗ xe ngay tại trạm gây ách tắc giao thông. Những tài xế này đều ở thị xã Ninh Hòa và nằm trong diện được miễn giảm phí, nhưng họ không mua vé để gây áp lực buộc xả trạm. Tuy nhiên, sau đó tình trạng dừng xe, không mua vé khi qua trạm này vẫn tiếp tục tái diễn. Lãnh đạo trạm BOT Ninh Lộc nhiều lần gửi công văn kêu cứu lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mới đây, chủ đầu tư là công ty cổ phần BOT Cầu Bạch Đằng cho biết, từ ngày 15 tháng 10 sẽ chính thức tổ chức thu phí hoàn vốn dự án. Theo đó thì sẽ có 5 mức áp thu phí cho từng loại phương tiện, dao động từ 35.000 đồng đến 180.000 đồng. Mức phí sẽ được điều chỉnh theo phương án tài chính sau 3 năm một lần, hệ số tăng 1,18%, bắt đầu áp dụng từ năm 2021. Trước đó, chủ đầu tư đã tổ chức thu phí thử, tức là phát vé không thu tiền từ cuối tháng 9 năm 2018 và trung bình mỗi ngày có khoảng 11.000 lượt xe lưu thông qua cầu. Dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến đầu tư theo hình thức BOT được khởi công từ tháng 9 năm 2014 với tổng vốn đầu tư là 7.277 tỷ đồng. Công trình đã chính thức được đưa vào hoạt động bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2018. Ủy ban Nhân dân TP.HCM đề xuất Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Chính phủ có chủ trương chính thức cho triển khai dự án tuyến đường Vành Đai 3 đoạn qua thành phố. Được quy hoạch từ nhiều năm nhưng đường Vành Đai TP.HCM chưa thực hiện được do Trung ương chưa bố trí vốn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân TP.HCM sẽ đề nghị Hội đồng Nhân dân tạm ứng ngân sách 2.939 tỷ đồng để bồi thường giải phóng mặt bằng, trong khi chờ Trung ương triển khai thủ tục và phương thức đầu tư. Động thái này được chính quyền thành phố đưa ra nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự án đường Vành Đai 3 TP.HCM gồm các đoạn Tân Vạn, Nhân Trạch, Đồng Nai, Mỹ Phước, Bình Dương, Tân Vạn, TP.HCM, Bến Lức, Long An. Quy mô dự án giai đoạn 1 với 4 làn xe cao tốc, giai đoạn hoàn thiện tăng lên từ 6 đến 8 làn xe cao tốc tùy đoạn. Theo đơn vị nghiên cứu, khi hình thành đoạn tuyến Vành Đai 3 trên sẽ kết nối với các tuyến cao tốc TP.HCM Trung Lương, quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã xây dựng. Từ đó, tạo nên một mạng lưới giao thông huyết mạch của TP.HCM nối kết với các tỉnh liền kề của 7 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình.
uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Toàn tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có cả ngàn hộ dân sinh sống rải rác cạnh đường tàu từ nhiều năm nay. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đồng thời mất an toàn cho những chuyến tàu. Chủ trương của các cấp, các ngành là phải di rời các gia đình sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt. Tuy nhiên, việc thực hiện đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn do số lượng nhà vi phạm lớn, trong khi kinh phí và quỹ đất để thực hiện di rời lại hạn hẹp. Nằm ngay trung tâm thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tại phường Phước Tân, dọc theo hai bên đường ray có hàng trăm hộ dân sinh sống. Nhà cửa hàng quán mọc san sát cạnh đường ray, xâm phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cùng với đó là hàng trăm lối đi tự mở, hàng ngày có hàng ngàn lượt người, phương tiện lưu thông qua lại. Không ít vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc đã xảy ra tại vị trí này. Tàu lối chạy ngang sợ lắm, nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Bây giờ muốn cho làm sao mà cái đường ray khi mà nó tới là mình phải biết tránh đi, chỉ biết ở cho không biết cái nơi giờ khi nào rồi. Ngủ cũng sợ lắm, ngủ toàn lẫn ồn. Tai nạn ở cái đường này thì nhiều lắm rồi, những người đi qua lại, những cái đường mà đường mở tắt qua không có chắn có rào gì cả thì họ đi là không để ý tới, cái này nó tàu nó tới là nó cán ngay. Được biết đối với các gia đình sinh sống cạnh đường ray, hiện đã có quy hoạch hành lang mỗi bên đường sắt vào 15 mét. Theo Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, trong các lần tiếp xúc cử tri, người dân địa phương đều kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện quy định này. Nhưng đến nay, việc triển khai vẫn khó thực hiện. Vi phạm vào an toàn hành lang giao thông đường sắt thì đa số là đã hình thành các nhà ở có từ trước giải phóng. Cái khó khăn nhất mà để đảm bảo an toàn cho người dân là hiện nay là với cái khối lượng, cái số lượng các cái hộ ở trên địa bàn phường rất là lớn, hơn 300 hộ, thành thử là cái việc quản lý rất là khó khăn. Thì thông đây địa phương cũng kiến nghị ngành đường sắt cũng nếu mà tốt nhất thì có phương án di dời cái đường vòng đường sắt này ra khỏi khu vực thành phố. Là do sống ở cái khu vực cạnh cái đường sắt mà cái đoạn đó là cái đoạn đường vòng bán kính cong nhỏ, do đó là che khuất cái tầm nhìn đối với người tham gia giao thông cũng như là đối với người điều khiển phương tiện đường sắt, do đó thì cái nguy cơ mà xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Khó khăn với mặt chủ yếu là cái kinh phí, tồn tại bao nhiêu năm rồi mà không chỉ riêng ở cái khu vực mà đường vòng Ga Nha Trang mà còn nhiều cái khu vực khác nữa dọc theo tuyến đường sắt. Cũng theo chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, chiều dài toàn tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh gồm 150 km đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố, hiện nay còn tồn tại tới 150 lối đi tự mở bất hợp pháp. 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường sắt. Tai nạn giao thông đường sắt đang có dấu hiệu gia tăng trên cả nước. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do lối đi dân sinh tự mở. Để giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt, chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, trong đó đơn vị này tập trung xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Bản tin giao thông an toàn ngày 9 tháng 10 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.